Chào các bạn, mình là Chiến. Video này tôi sẽ cập nhật mới cho các bạn cách giải 120 tình huống mô phỏng giao thông được Tổng cục Đường bộ Việt Nam nghiên cứu và phát hành. Dự kiến sẽ được áp dụng để giảng dạy và thi sát hạch giấy phép lái xe trong năm 2022. Đây, trước mắt các bạn là cái giao diện phần mềm dùng để học và thi sát hạch các tình huống mô phỏng. Giao diện thì cũng tương tự như phần mềm thi lý thuyết 600 câu hỏi nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu, tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn đi giải từng tình huống một nhé. Đầu tiên thì tôi sẽ hướng dẫn sơ qua cho các bạn nắm được về cái giao diện phần mềm này. Ở phía tay trái của các bạn đó là phần nội dung để chúng ta học và ôn luyện. Nó sẽ bao gồm 6 chương nhé các bạn, từ chương 1 đến chương số 6. Trong mỗi chương sẽ có các tình huống nhé. Mỗi tình huống sẽ chứa một đoạn video ngắn phát cho chúng ta quan sát để chúng ta nhận diện đâu là cái tình huống nguy hiểm. Các bạn ấn phím cách khi phát hiện tình huống nguy hiểm nhé. Ok, bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn giải tình huống số 1 của chương 1 nhé. Đây là tình huống nguy hiểm phải nhường đường cho người đi bộ. Nó sẽ xuất hiện ở cái giây thứ 9 đến giây thứ 11 nhé. Các bạn bấm chọn tình huống số 1 và bấm phím tam giác ở đây nhé. Đây là xe của chúng ta đang di chuyển. Ở đây các bạn chú ý cho tôi này, đó. Khi phát hiện tình huống nguy hiểm, người đi bộ đang sang đường sau lưng chiếc xe tải đây, là các bạn bấm phím cách nhé. Chúng ta phải bấm chính xác từng giây một nhé, để đạt được cái số điểm tối đa là 5 điểm nhé các bạn. Như tình huống này các bạn bấm phím cách nhé. Ok chưa ạ? Rồi chúng ta chỉ cần chờ để xem kết quả các bạn đạt bao nhiêu điểm nhé các bạn. Ok chưa ạ? 5 điểm, số điểm tối đa nhé. Rồi bây giờ làm lại một lần nữa nha các bạn. Các bạn nhớ cho tôi này, tình huống số 1 nhường đường cho người đi bộ. Thấy người đi bộ xuất hiện đằng sau chiếc xe tải. Đây nhé các bạn. Rồi bấm phím cách cho tôi. Thì chúng ta sẽ đạt được cái số điểm tối đa nhé. Ok chưa ạ? Chúng ta sẽ chuyển qua cái tình huống số 2 nha các bạn. Các bạn bấm vào tình huống số 2. Nó hiện cái nút đen lên ở đây. Tôi nghiên cứu trước cho các bạn rồi. Đây cũng là tình huống nhường đường cho người đi bộ nhé các bạn. Và cái thời gian xuất hiện tình huống nguy hiểm đó là trong khoảng thời gian từ 13 đến 14 giây. Lúc đó là các bạn bấm phím cách nhé. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu xử lý cái tình huống số 2 nha các bạn. Bấm phím tam giác ở đây nhé, để cho chạy giao diện. Các bạn để ý nhé, cho tôi. Rồi tôi bấm tạm dừng để cho các bạn thấy tình huống nguy hiểm này. Đây có người đi bộ qua đường nhé. Rồi tình huống người đi bộ vừa đặt chân lên cái giải phân cách ở giữa đây. Chúng ta bấm phím cách liền để đạt được cái số điểm tối đa trong tình huống này nhé. Bây giờ chúng ta sẽ bấm phím cách nhé. Ok chưa ạ? Rồi chúng ta sẽ chờ kết quả và đáp án nha các bạn. Nhớ cho tôi này, tình huống số 2 là người đi bộ đặt chân vào giải phân cách. Các bạn bấm liền nhé. Ok nha các bạn, rồi chúng ta sẽ đến với tình huống số 3 nhé. Tình huống số 3 là tình huống giữ khoảng cách an toàn đối với xe ô tô con đang chạy phía trước nhé. Tình huống nguy hiểm sẽ xuất hiện từ cái giây số 14 nha các bạn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng đi trả lời nhé. Đây các bạn thấy cái xe con nó đang chạy phía trước chúng ta chưa ạ? Qua cái ngã tư đầu tiên là chuẩn bị rơi vào tình huống nguy hiểm nha các bạn. Đây chuẩn bị nhé. Rồi bấm. Ok chưa ạ? Nó đang thắng gấp khi gặp cái xe đang dừng đỗ ở phía trước nhé. Ok, bây giờ chúng ta sẽ chờ kết quả thôi. Đây, chúng ta sẽ được 4 điểm nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đến với tình huống số 4 nhé. Đây là tình huống nhường đường cho xe con rẽ phải nha các bạn. Nó sẽ xuất hiện từ cái giây số 11 đến giây số 14 nhé. Để đạt được cái điểm tối đa thì các bạn bấm cho tôi ngay cái giây số 12 nha các bạn. Rồi ok, bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn tình huống số 4.
Đây, xe của chúng ta đang di chuyển. Các bạn bỏ qua cái ngã tư đầu tiên nhé. Đến ngã tư thứ hai, các bạn thấy chiếc xe con nó vừa mới chồm ra này. Đây, chiếc xe con nó vừa chồm ra là các bạn bấm phím cách cho tôi liền nhé. Ok chưa ạ? Xe con vừa chồm ra là các bạn bấm phím cách cho tôi nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ chờ kết quả thôi. Cứ nhớ cho tôi cái tình huống như tôi hướng dẫn là đạt. Ok nhé, chúng ta được 5 điểm, số điểm tối đa nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đến với tình huống số 5. Tình huống số 5 đó là tình huống nguy hiểm, xe ô tô khách vượt xe con trước mặt chúng ta nhé. Cái tình huống nguy hiểm ở đây chúng ta cần bấm dấu cách trong khoảng thời gian từ giây số 12 đến giây số 14 nha các bạn. Ok, chúng ta sẽ cùng đến với tình huống số 5 nhé. Đây, chúng ta sẽ có cái video qua cái ngã tư đầu tiên, ngã ba đầu tiên thì các bạn bỏ nhé. Các bạn để ý xe con màu đỏ phía trước chưa ạ? Đây, tôi bấm tạm dừng cho các bạn thấy nhé. Xe khách nó chuẩn bị vượt xe con màu đỏ phía trước là các bạn bấm phím cách cho tôi nha các bạn. Rồi, bấm phím cách thì các bạn sẽ đạt được cái số điểm như mong muốn nhé. Ok chưa các bạn? Đó, chúng ta sẽ đạt được số điểm tối đa là 5 điểm nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đến với tình huống số 7, đó là nguy hiểm phải nhường đường cho người đi bộ nha các bạn. Ở tình huống này, các bạn phải bấm dấu cách trong khoảng thời gian từ 7 giây đến 10 giây nhé. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng quan sát cái video này và ứng dụng nhé. Đây, chúng ta đang lái xe, trời sấm chớp buổi tối nha các bạn. Các bạn thấy ở đây nó vừa xuất hiện hình ảnh người đi bộ qua đường là các bạn bấm phím cách cho tôi nhé. Ok chưa ạ? Đây là tình huống nguy hiểm người đi bộ sang đường nha các bạn. Các bạn phát hiện vừa thấy người đi bộ là bấm phím cách cho tôi thôi. Vừa thấy người đi bộ bấm phím cách nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đến với tình huống số 8, đó là nhường đường cho người đi xe đạp nha các bạn. Tình huống nguy hiểm nó sẽ xuất hiện từ giây số 8 đến giây số 10. Bắt buộc trong khoảng thời gian này các bạn phải bấm phím cách nhé. Ok, bây giờ chúng ta sẽ quan sát cái video tình huống số 8 nhé. Rồi, ở đây các bạn thấy, để ý cho tôi cái ngã ba ở đầu tiên này. Chuẩn bị nó sẽ xuất hiện hình ảnh người đi xe đạp đây. Các bạn thấy chưa ạ? Xuất hiện hình ảnh người đi xe đạp là bấm phím cách nha các bạn. Ok chưa ạ? Đây, nguy hiểm phải nhường đường cho người đi xe đạp nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đến với tình huống số 9, đó là nguy hiểm xe ô tô con vượt nhé. Tình huống nguy hiểm nó sẽ xuất hiện từ giây số 7 đến giây số 8 nha các bạn. Các bạn phải bấm phím cách trong khoảng thời gian này. Ok, bây giờ các bạn cùng quan sát cái video hướng dẫn tình huống số 9 nhé. Rồi, chúng ta đang lái xe, các bạn để ý cho tôi này. Phía trước mặt là có xe con, đây. Chiếc xe con nó ở đây nha các bạn, nó đang chuẩn bị vượt cái xe mô tô ở phía trước nhé. Thấy nó chuẩn bị vượt như thế này là các bạn bấm cho tôi phím cách liền nhé. Rồi, ok, cách. Rồi, chúng ta sẽ chờ kết quả thôi. Thấy ô tô con chuẩn bị vượt là chúng ta bấm phím cách liền cho tôi nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đến với tình huống số 10, đó là nguy hiểm xe ô tô con rẽ trái nhé. Tình huống nguy hiểm nó sẽ xuất hiện từ cái giây số 10 đến giây số 13 nha các bạn. Rồi, bây giờ các bạn cùng quan sát với tôi nhé. Đây, các bạn để ý cái ngã ba ở trước mặt bên tay trái của các bạn nhé. Vừa thấy xe ô tô con xuất hiện là các bạn bấm phím cách cho tôi liền. Đây, các bạn thấy chiếc xe ô tô con đây không ạ? Thấy nó xuất hiện là các bạn bấm phím cách cho tôi nhé. Ok chưa ạ? Nguy hiểm xe ô tô con rẽ trái nhé.
Bây giờ chúng ta sẽ đến với cái tình huống số 11 của chương số 1 nhé. Đây là tình huống báo hiệu nguy hiểm xe bồn qua đường nha các bạn. Tình huống nguy hiểm nó sẽ xuất hiện từ cái dây số 9 đến dây số 11 nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng quan sát cái tình huống này nhé. Đây các bạn chú ý cho tôi này. Cái ngã ba ở phía tay trái của các bạn nó chuẩn bị xuất hiện chiếc xe bồn này. Chiếc xe bồn ở đây nhé các bạn. Đây cho các bạn thấy rõ hơn nữa nhé. Đây chiếc xe bồn nó chuẩn bị vượt nhé. Thì chúng ta bấm phím cách cho tôi nhé. Video này thì tôi chỉ sơ qua cho các bạn 10 tình huống đầu tiên thôi để cho các bạn học và tham khảo. Chúc các bạn ôn thi thật tốt. Chào các bạn.